Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai khơi toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Huy trong cái thước phim này muốn gửi tới tất cả quý vị yêu cây cả nước những tác phẩm bonsai mini. Thì những tác phẩm bonsai mini thì trước mắt quý vị đó là hàng trăm tác phẩm bonsai mini. Bonsai Huy sẽ cố gắng truyền tải cho quý vị để quý vị yêu cây cả nước được xem hết những cái tác phẩm bonsai mini đang có mặt tại triển lãm của tỉnh Lập Thạch. Xin lỗi quý vị, của huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc quý vị nhé. Triển lãm thì diễn ra khai mạc vào ngày mùng 10 tháng 3. Thì quý vị yêu cây sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ những cái tác phẩm bonsai ở nơi đây. Những tác phẩm đa dạng các dáng thế, đa dạng các chủng loại và đa dạng các dòng cây. Những cây hoa cũng đã có mặt. Những cây mộc bonsai quý vị ạ. Có rất nhiều những cây mộc quý vị nhé. Rồi những cây xoài. Quý vị yêu cây sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ các dáng thế, các tác phẩm, các màu sắc về với nơi đây. Một thước phim tổng thể những cái tác phẩm bonsai gửi tới quý vị. Thì với số lượng rất là lớn nên Bonsai Huy sẽ quay nhanh hơn một chút để quý vị yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng nhiều hơn. Thì một số tác phẩm nào Bonsai Huy cảm thấy có nhiều những cái nét độc đáo, Bonsai Huy sẽ dừng lại để bình phẩm cũng như chia sẻ được kỹ hơn cho quý vị yêu cây cả nước. Một tác phẩm lộc vừng dáng trực quý vị ơi. Tác phẩm lộc vừng dáng trực rất là đẹp. Và Bonsai Huy ghi nhận rất nhiều tác phẩm dưới. Quý vị nhìn thấy số lượng cây rất là lớn và cái địa điểm nơi đây cũng rất là đẹp quý vị ạ. Địa điểm một cái quảng trường của huyện Lập Thạch rất đẹp, không gian rộng bao la, có thể chứa được hàng nghìn tác phẩm. Và nơi đây thì là cái địa điểm lý tưởng để tổ chức thường liên những cuộc triển lãm cây cảnh. Và cái tác phẩm dưới trước mắt quý vị quá đẹp quý vị ạ, đẹp quá. Nhỏ nhưng có võ đấy quý vị ạ. Tác phẩm ấn tượng quá.
những tác phẩm, có rất nhiều những tác phẩm cái giá trị không lớn, nhưng các nghệ nhân, các chú, các anh đã thổi hồn vào, đã dành bao nhiêu cái đam mê, bao nhiêu cái tâm huyết để tạo tác ra những cái tác phẩm. Thì để hôm nay tác phẩm được góp mặt tại một cái triển lãm của huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc. Thì Bonsai Đức Huy cũng ghi nhận có rất nhiều những cái tác phẩm mang cái yếu tố đặc trưng riêng của Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Bên cạnh những cái tác phẩm xanh si thì còn những cái tác phẩm cây, những cây dúi, rồi những cây dòng ăn trái, dòng chơi hoa rất là đa dạng. Nếu triển lãm Lập Thạch cái đa dạng cây thì cái yếu tố đó là có, quý vị ạ. Cây hoa, cây trái rất nhiều. Và những cây mộc bonsai, quý vị này. Vĩnh Phúc thì quý vị yêu cây được biết là những cây mộc của Vĩnh Phúc cũng là cái dòng, có những dòng mộc nổi tiếng, quý vị nhé. Và xuất phát từ những cái mộc Vĩnh Phúc thì được mọi người rất là yêu chuộng để chơi. Thì ngoài những cái cây tự nhiên thì còn các nghệ nhân Vĩnh Phúc thì còn tạo tác cho những cây mộc bonsai. Đơn cử như cái tác phẩm trước mắt quý vị. Cái mộc bonsai như này thì cũng rất là quý rồi. Và còn những cái cây cẩm thị, quý vị này. Tác phẩm cẩm thị, rồi cây canh châu. Gần như đủ hết các dòng, quý vị ạ. Đang có mặt ở đây. Và đủ các dáng thế, đủ các đường nét nghệ thuật mà mọi người, các nghệ nhân thổi hồn vào. Đấy, quý vị nhìn thấy không thiếu những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái sáng tạo của nghệ nhân. Thì cũng cái ghi nhận cái sáng tạo đó, có rất nhiều cái sáng tạo của người nghệ nhân đã đạt yếu tố nghệ thuật cao và có thể xếp vào hàng kiệt tác. Tác phẩm lục vừng bé thì như rất già, quý vị. Và kính thưa quý vị, một cái tác phẩm song thụ bé xíu, cao chỉ hơn 20 thôi, rất đẹp trước mắt quý vị. Cây bonsai Billy chất lượng. Đặt mẹ cái chỗ này đâu đây nè. Cây hoa tường vi, quý vị ơi, bonsai này, rồi những cây lộc vừng bé xíu thôi của anh Hưng nhé. Anh Hưng, anh em chào hai anh. Vâng, chào hai anh. Một dàn cây quý Sa Huy đang chia sẻ, thì đây là những cái tác phẩm của anh Hưng, anh Hưng trên Việt Trì, quý vị nhé. Ấn tượng lắm, quý vị. Nguyễn Hưng là anh nào mà anh giỏi thế nhỉ? Sao đâu treo vậy? Nhưng mà anh Hưng đây, quý vị này. Anh Hưng là chủ những tác phẩm ở đây. Vâng, chào anh em nhé. Đấy. Cảm ơn Bonsai Đức Huy. Vâng. Đã đồng hành cùng em tất cả các cuộc triển lãm từ Bắc đến Nam rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Để
đưa cái phong trào sinh vật cảnh trong cả nước lên một tầm cao mới, cũng như anh em yêu cây được chiêm ngưỡng những tác phẩm mà bonsai Đức Huy đã đặt chân đến. Các anh mang chúng em ngắm là chúng em phải ngắm và chúng em phải chia sẻ cho mọi người ngắm. Rất thực sự đấy, có như Đức Huy thì những anh em có thể là không tới những cuộc triển lãm xa để ngắm được những tác phẩm trên YouTube của Đức Huy. Vâng ạ. Cảm ơn Đức Huy. Cảm ơn anh đã có cái lời động viên em nhé. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Kính thưa quý vị, những cái tác phẩm phong tranh này, những tác phẩm cây sơn liễu dáng phong tranh nhỏ thôi nhưng mà rất là nghệ thuật, tuy cái giá trị không lớn nhưng mà cái đọng lại là cái giá trị nghệ thuật trong tác phẩm. Và cái tác phẩm ổi nó cũng vậy quý vị ạ. Những sắc thái nghệ thuật khác nhau tạo lên cuộc triển lãm đa màu sắc tại Lập Thạch. Quý vị nhìn những cái kiệt tác do các nghệ nhân tạo tác rất là tự nhiên. Còn những tác phẩm rừng trên cây, chất liệu ruối rất là đẹp phải không quý vị? Trước khi nào nhiều tác phẩm như này và Lập Thạch trước khi nào được ngắm cây đã như này. Quý vị yêu cây cả nước về với huyện Lập Thạch, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc để tham quan cây. Và nếu quý vị không sắp xếp thời gian về được thì Bonsai Đức Huy là người đồng hành với quý vị, là người truyền tải cho quý vị những tác phẩm cây cảnh tại đây. Sẽ đầy đủ những cái tác phẩm cây cảnh, từ cây lớn đến cây nhỏ, từ cây nhiều tiền đến cây ít tiền. Và mọi người mang cho chúng ta thưởng lãm, thì dù cây nhiều tiền hay là ít tiền thì đều có trân trọng giống nhau. Kính thưa quý vị, người làm cây cảnh, người làm triển lãm, người làm phong trào phải là người rất là mê, rất là đam mê và nhiệt huyết. Gần như là một người có cái tư tưởng cho đi. Kính thưa quý vị, là làm một cuộc triển lãm này thì vừa tốn kém tiền bạc này, công sức này, và lại hao tâm khổ tứ, không đơn giản một chút nào. Và cái các anh chỉ mong nhận được cái tình cảm của quý vị, mong quý vị quý mến hơn, yêu cây cảnh hơn. Thế còn người làm phong trào thì hy sinh rất nhiều quý vị ạ. Cái được thì không thấy đâu, nhưng mà cái hy sinh của các anh
thì rất là lớn. Và rất nhiều, đa số mọi người thì nhìn vào cái được nhiều hơn và quên đi cái hy sinh của các anh, cái hy sinh, cái cống hiến của các anh. Đây là Bonsai Đa Huy nói chung với tất cả những cái cuộc triển lãm, những người làm sự kiện. Và Bonsai Đa Huy sống với các cuộc triển lãm từ lớn đến nhỏ. Bonsai Đa Huy cảm nhận được, thấu hiểu được cái sự vất vả trong cách tổ chức, trong cách làm sự kiện. Tổ chức bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày, ban tổ chức các anh lo lắng mất ngủ, bởi vì những tác phẩm của nhà vườn mang về triển lãm là những cái cây dù ít tiền hay nhiều tiền, nhưng là cái niềm tâm huyết gửi gắm vào của các nghệ nhân, gửi gắm vào tác phẩm, nên mọi người rất là yêu quý. Cái tình yêu của mọi người dành cho tác phẩm, cho dù tác phẩm ít tiền hay là rất rất nhiều tiền, thì chắc hẳn là đều như nhau. Chính vì vậy nên ban tổ chức của khắp nơi cũng phải quan tâm, chăm sóc, trông nom, tưới tắm và bảo quản, giữ gìn như là những cái tác phẩm của mình, để các nghệ nhân mang tác phẩm đến đây yên tâm giao cho ban tổ chức. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đa Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim toàn cảnh những cái tác phẩm bonsai mini tại triển lãm Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc 2023. Thì có hàng trăm tác phẩm bonsai mini Bonsai Đa Huy vừa gửi tới quý vị. Thì Bonsai Đa Huy một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành với triển lãm Lập Thạch, đồng hành với Lập Thạch Vĩnh Phúc để cảm nhận được phong trào nơi đây. Bonsai Đa Huy một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều.